Sáng ngày 18 tháng 4, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video dài 6 phút quay lại cảnh nam thanh niên mặc đồng phục hãng xe ôm công nghệ khống chế và ép một phụ nữ vào tường để giở trò đòi bài. Theo cuộc điều tra, công an quận 5 đã xác định sự việc xảy ra trên địa bàn. Người phụ nữ trong video sống lang thang, có biểu hiện thiểu năng, còn nam thanh niên khống chế cô này không phải là người địa phương. Hình ảnh do người dân quay lại đã ghi được biển kiểm soát xe máy của nam thanh niên khống chế người phụ nữ này. Sau khi giám định đoạn clip, công an xác định nam thanh niên có những hành vi sàm sỡ người phụ nữ nhưng bị chống cự nên lấy trong cốp xe máy biển kiểm soát 48H101870 ra một vật nghi là dao để đe dọa. Bị hại xác định là LTH có biểu hiện nghi vấn tâm thần nên không thể làm việc. Qua biển kiểm soát xe, công an quận 5 xác định chủ sở hữu là nam thanh niên ngụ ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Làm việc với công an, người này cho biết có chạy xe đi đến đầu tháng 4 thì về quê cho bạn là Huy mượn xe qua tài khoản Bi để chạy xe kiếm tiền trong mùa dịch. Hiện công an quận 5 đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc. Biết không thoát được nên Huy ra đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng Huy khai do suy nghĩ chưa tới, lại xem nhiều phim đồi trị nên khi thấy nạn nhân có biểu hiện khờ khạo đã làm chuyện đòi bài. Ngày 19 tháng 4, công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ Trương Gia Huy, 21 tuổi, ngụ ở quận 10 để điều tra về hành vi dùng vũ lực quan hệ với người trái ý muốn. Theo lời khai của nam thanh niên 21 tuổi này, thời gian gần đây Huy chạy xe ôm công nghệ kiếm sống. Khi được người bạn cho mượn xe máy và cho chạy chung ứng dụng trên điện thoại, thời gian chạy xe, Huy quan sát chị LTH 43 tuổi ngụ ở quận 10 thường xuyên đi lang thang, có biểu hiện không bình thường, ít nói, khờ khạo. Rạng sáng ngày 18 tháng 4, Huy thấy người phụ nữ 43 tuổi đi một mình nên điều khiển xe máy bám theo. Đến đường Lão Tử, y đứng chờ ở đầu con hẻm. Khi thấy chị H tới thì Huy bế vào bên trong, dùng tua quýt trẻ buộc người phụ nữ để quan hệ. Hành vi của y đã bị một người dân quay lại. Huy sau đó không thực hiện được hành vi và chạy xe về nhà. Đến sáng thì được một người bạn gửi cho Huy một đoạn clip xem nên biết không thể thoát được, Huy đã gọi cho một cán bộ công an quận 11 và ra đầu thú. Huy khai rằng do suy nghĩ chưa tới và do thường xuyên xem phim ảnh đồi trị nên đã làm chuyện đồi bại. Về quá trình truy tìm tội phạm, công an quận 5 đã làm rõ do đợt dịch, người bạn của Huy trở về quê ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Vì vậy Huy được bạn cho mượn xe và chạy chung ứng dụng trên điện thoại. Từ manh mối biển số xe, công an quận 5 phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông truy xét biển số và làm việc với chủ sở hữu phương tiện. Chủ phương cho hay chiếc xe máy biển kiểm soát trên đã cho người bạn là Huy mượn. Từ manh mối này, công an xác định được nơi ở của Huy và đến tối ngày 18 tháng 4, Huy đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Công an cũng đã xác định bị hại là chị LTH 43 tuổi ngụ ở quận 10. Nhưng người này có biểu hiện tâm thần không thể làm việc được. Đến sáng ngày 19 tháng 4, gia đình chị LTH đã đến công an phường 11 quận 5 để làm việc. Theo phía gia đình nạn nhân, chị H lúc nhỏ bình thường, đi học trung học đàng hoàng.
Đến khi học đại học thì nảy sinh tâm lý thất thương hay nói nhảm. Gia đình đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Gia đình sẽ đưa chị H về chăm sóc và chữa bệnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.